Theo đó, 348 điểm bán lẻ đã được chính quyền bang Colorado cấp giấy phép bán cần sa với số lượng tối đa là 28 gram cho mỗi khách hàng trên 21 tuổi. Trong khi đó, những công dân từ các bang khác chỉ được mua 1/4 số lượng trên. Người dân cũng chỉ được hút cần sa tại các khu vực riêng ở các địa điểm công cộng. Ngay từ sáng sớm, rất nhiều người đã xếp hàng tại các cửa hàng để mua cần sa. Thật vinh dự khi tôi là người đầu tiên được mua cần sa hợp pháp tại Colorado. Cần sa giúp tôi giảm bớt chứng rối loạn stress sau chấn thương tại chiến trường Iraq trước đây. Ước tính Colorado sẽ thu được 67 triệu đô la Mỹ tiền thuế mỗi năm từ doanh số bán cần sa. Các tổ chức ủng hộ khẳng định việc cho phép bán cần sa sẽ giúp chính phủ thắt chặt kiểm soát việc tiêu thụ cần sa, giống như rượu. Tôi tự hào khi Colorado trở thành bang đầu tiên cho phép mua bán cần sa một cách hợp pháp. Tôi cho rằng đây là một lối thoát chiến lược sau những thất bại trong việc đấu tranh phòng chống ma túy. Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng hợp pháp hóa cần sa sẽ dẫn đến việc ngày càng nhiều người hút và nghiện cần sa, kể cả thanh thiếu niên dưới 21 tuổi. Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo những người hút cần sa sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề y tế và tâm lý. Bên cạnh đó, việc hút cần sa cũng sẽ mở đường cho nhiều người lạm dụng các loại ma túy nặng hơn như cocaine hay heroin. Vài tháng tới, đến lượt bang Washington sẽ theo bước Colorado hợp pháp hóa việc bán cần sa. Ước tính sẽ có khoảng 300 cửa hàng bán cần sa mọc lên ở bang này.